Tối 31 tháng 12 năm 2017, hàng vạn người đã đổ ra trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để chào đón năm mới 2018. Đúng 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2018, pháo hoa tầm cao được bắn từ nóc hầm vượt sông Sài Gòn tại Thủ Thiêm, quận 2 lên bầu trời thành phố Hồ Chí Minh. Màn pháo hoa kéo dài khoảng 15 phút trong thời tiết thuận lợi, mát mẻ. Ngoài ra, 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp cũng diễn ra tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11, địa đạo Củ Chi, huyện Củ Chi và Quảng trường Rừng Sác, huyện Cần Giờ. Kể từ năm 2016 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh mới tổ chức bắn pháo hoa trở lại nên thu hút rất đông sự chú ý của người dân. Năm nay pháo hoa rất là đẹp và rất là vui. Pháo hoa năm nay rất là đẹp và rất là gọi là tỏa người. Còn không khí hiện tại bây giờ thì đang rất là bùng nổ. Qua giao thừa rồi với mọi người ở đây thì như các bạn đã thấy, quá là lớn. Năm mới đến thì nhiều điều may mắn sẽ tới với tất cả mọi người, hoặc là bản thân hoặc gia đình của mình luôn. Rồi ngoài ra thì mong cái công việc được ổn định suôn sẻ hơn. Em muốn thì gia đình em là khỏe mạnh hơn, rồi sự nghiệp của công việc của em thì phát triển hơn. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.